tôi đang nằm mơ một giấc mơ. Tiếng chuông báo thức chợt vang lên, khiến tôi giật mình thức dậy. Nhưng tôi sẽ quyết tâm biến giấc mơ trở thành hiện thực. Đó chính là đi ra biển lớn, thế giới. Bóng bàn đã ăn sâu vào trong tiềm thức của tôi. Tôi nghiên cứu và tập luyện hàng ngày. Và tôi muốn mang bóng bàn đi khắp mọi nơi, mang niềm vui, hạnh phúc đến cho mọi người. Và xin mời tất cả mọi người cùng tôi và gia đình cùng phát triển phong trào, tổ chức giải, huấn luyện, đào tạo nhân tài cho đất nước và vươn ra thế giới cùng với Tí Long nhé. Và sau đây là cuộc hành trình của Tí Long và gia đình đã mang bóng bàn đến khắp mọi nơi và vươn ra thế giới.
table tennis. From which country you have came? Yeah, I'm from Vietnam. Wow, Vietnam. See, our IBR family is so enlarged that people from Vietnam have specially come to attend our event. There are many more record holders in many different countries around the world. In the pride of Vietnamese people and is a top 10 national gold. Vietnam and total, today he received award from international record. Long xin chân thành cảm ơn Liên đoàn bóng bàn thế giới ITTF Foundation đã gửi bằng khen và giấy chứng nhận cho Tý Long. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn.